Số 653, Kinh Phật Tạng, Hán dịch đời Giáo Tần, Tăng tại Pháp Sư Kumala Thập, Quyển 1, Phẩm 1, Thật tướng của các Pháp. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ngủ trong núi Kỳ Sa Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo tăng hội đủ, chứ vị đều là các bậc được mọi người biết đến và vô lượng vô số chúng sinh Đại Bồ Tát. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất từ nơi Tam Muội đứng dậy đi đến chỗ Đức Thế Tôn, trích áo bày vai bên phải, cúi đầu làm lễ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Đức Như Lai đại giả nói, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho chúng sinh tin hiểu. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông thấy được lợi ích gì? Mà tán thán nói, thật là hy hữu. Như Lai đại giả nói, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho chúng sinh tin hiểu. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng lặng đều suy nghĩ. Đức Thế Tôn giả nói các pháp không có danh tướng mà dùng danh tướng để giảng nói, các pháp không có ngôn ngữ mà dùng ngôn ngữ để giảng nói. Suy nghĩ việc này nên sinh tâm hy hữu. Phật bảo này Xá Lợi Phất, đúng vậy, đúng vậy. Việc này rất là hy hữu, hiếm có đệ nhất. Nghĩa là chư Phật thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, với những người tỏ vẻ kỹ xảo về giữa hư không hiện ra vô số sắc tướng, ý ông thế nào? Vì họa sĩ này là hiếm có không? Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề, nên giảng tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khiến cho chúng sinh tin hiểu, đích thật là hiếm có. Vì sao? Vì các pháp không có danh và tướng, không có nhớ nghĩ, không có thụ đắc, cũng không có tu tập, không thể nghĩ bàn, chẳng phải duyên dựa, không có hí luận, không, vì không phải chỗ hí luận có thể dừng nghỉ, không nhận biết, không quan sát, không có đối tượng được thâu tóm, không ở nơi tâm chẳng chứng đắc và đối tượng được chứng đắc, không đây, không kia, không có phân biệt, không động, không định, xưa nay tự nó là không, không thể nhớ nghĩ, không thể phát sinh, tất cả mọi người ở thế gian không thể tin hiểu. Vì pháp không có danh tướng như vậy mà dùng danh tướng để giảng nói. Thế nên này Xá Lợi Phất, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khiến cho mọi người tin hiểu, đích thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, ví như có người nhai nuốt núi Tu Di làm cho tiêu tan hết, bay lên hư không chẳng hề bị ngăn ngại, ý ông thế nào, thật là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, chư Phật đã thuyết giảng tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho chúng sinh tin hiểu, đích thật là rất hiếm có. Này Xá Lợi Phất, ví như thành lửa ngang dọc, cao thấp đều một do tuần, bốn cửa phát ra ngọn lửa, người gánh vác cỏ khô đi vào trong đó, gió mạnh thổi ngọn lửa khiến thiêu đốt thân và cỏ, nhưng người này đã làm cho ngọn lửa không thể đốt cháy cỏ khô và thân mình, ngay trong lúc đó được thoát ra khỏi đều như cũ không khác, ý ông thế nào, thật là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã thuyết giảng tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khiến cho mọi người tin hiểu, thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, ví như có người lấy đá làm gỗ, từ bờ biển bên này bơi sang bờ biển bên kia, ý ông thế nào, thật là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khiến cho chúng sinh tin hiểu, đích thật là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, ví như có người phát cộng bốn cõi thiên hạ và các núi Tu Di, sông ngòi cây cỏ, lấy chân của con muỗi làm bậc thang để đi đến cõi Phạm Thiên, ý ông thế nào, thật là hy hữu chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho chúng sinh tin hiểu, thật sự rất là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, ví như dùng sợi tơ của ngó sen treo núi Tu Di lên giữa hư không, ý ông thế nào, là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất,
Như Lai đã giảng nói, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi. Khi do chúng sinh tánh hiểu, đích thực là rất hy hữu. Này Xá Lợi Phất, ví như vào thời kiếp tận, lúc lửa lớn thiêu đốt, có người nhổ một miếng nước bọt có thể dập tắt lửa ấy, và dùng một hơi thổi để hoàn thành thế giới và cung điện của chư thiên như cũ. Theo ý ông thế nào? Rất là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, là cho chúng sinh càng tinh hiểu, thật là rất là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, như sông Hằng rộng lớn là vô lượng chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Xá Lợi Phất, như mưa lớn tuôn xuống khắp bốn cõi thiên hạ, lượng nước mưa như nước sông Hằng. Có người dùng bàn tay chặn nước mưa lại khiến không còn chỗ chảy xuống. Ý ông thế nào? Là hy hữu chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khi cho chúng sinh tín hiểu lại càng hiếm có hơn. Này Xá Lợi Phất, núi Chúa Tu Di là cao lớn chăng? Bạch Thế Tôn, rất là cao lớn. Này Xá Lợi Phất, như khắp bốn cõi thiên hạ, có trận mưa đá lớn đều do như núi Tu Di, có người đưa bàn tay để đỡ lấy những tảng đá ấy, không có rơi lọt, dù nhỏ như một hạt cải. Ý ông thế nào? Là rất là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khi các chúng sinh tinh hiểu chắc thật là hiếm có hơn. Này Xá Lợi Phất, ví như có người đem tất cả chúng sinh đặt trên bàn tay trái, tay phải thì nâng cao tam thiên đại thiên thế giới, gồm cả núi sông cỏ cây, tại đều khiến cho tất cả chúng sinh ấy cùng nhau vui mừng, tâm luôn ưa thích. Ý ông thế nào? Thật là hy hữu chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khi cho chúng sinh tín hiểu lại càng hiếm có hơn. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói các pháp là không có tánh, là không, đều không thật có, tất cả thế gian rất khó tín hiểu. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì pháp ấy là không có tướng, xa lìa các tướng, không có niệm, xa lìa các niệm, không nhận lấy, không xả bỏ, không hỷ luận, không não hại, không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, không phải đất liền, chẳng phải ngu si, chẳng phải sáng suốt. Dùng vô lượng trí tuệ mới có thể biết được, chẳng phải dùng tư duy hạn hẹp để có thể biết được. Vì đây là pháp không hành, không tướng, không não hại, không có ý niệm vượt qua các niệm, không có tâm vượt hơn các tâm, không hướng theo, không chối bỏ, không trói buộc, không giải thoát, không vọng, không phải pháp vọng, không ngu si, không có pháp ngu si, không có lưới nghi ngờ, không có danh tự, không có lời nói, không có giảng thuyết giảng, không phải không có thuyết giảng, không phải tận cùng, không phải không tận cùng, không có hành, không có tướng hành hóa, không có giác ngộ, không có kết quả của giác ngộ, không có xa lìa vượt hơn những sự xa lìa, không có tư duy, không có kẻ thân người sơ, không lấy, không bỏ, không tụ đắc, không thể nắm bắt, trừ các vướng mắc, trừ bỏ tham lam, giận dữ, si mê, chẳng phải chân thật, chẳng phải hư vọng, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải minh, chẳng phải vô minh, chẳng phải tối tâm, chẳng phải chiếu sáng, không ở trong tâm, không có tánh, tánh vốn là không, có thể hàng phục các ma, chế ngự phiền não, chế ngự năm ấm, chế ngự 12 nhật, chế ngự 18 giới, chế ngự về sự gian nói có năm ấm. Gian nói có 12 nhật, gian nói có 18 giới, chế ngự về sự gian nói có chúng sinh, gian nói có người, có tuổi thọ, có mạng sống, thuyết giảng về sự có, giảng giải về sự không, hàng phục tất cả những thứ tà hạnh. Này Xá Lợi Phất, ta đã giảng nói thánh pháp này có thể hàng phục tất cả chúng sinh tham chấp, cho đến nói có các pháp không tin thích các pháp như thật tướng, đối với pháp của Phật. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, nó có chúng sinh, nó có ngã, có nhân, có chúng sinh, có đoạn diệt, có thường, nói có, nói không, dạng nói các pháp, nói về giả danh, nói về biên Phật, đều là trái với Phật, là cùng tranh luận với Phật. Này Xá Lợi Phất, cho đến đối với pháp dù chỉ một ít tính toán thủ đắc đều là tranh luận với Phật. Người tranh luận với Phật đều đi theo đường tà, chẳng phải là đệ tử của Như Lai. Nếu không phải là đệ tử của Như Lai thì là không hợp, thuận hợp với Niết Bàn,
là tranh luận với Phật, tranh luận với Pháp, tranh luận với Tăng. Này Xá Lợi Phất, những người có kiến chấp như vậy đã không chấp nhận vào hàng xuất gia thọ giới. Này Xá Lợi Phất, những người với kiến chấp như thế ta không thọ nhận lấy một giọt nước uống dùng để nuôi dưỡng thân mình. Này Xá Lợi Phất, nếu người trừ bỏ các việc tham chấp bất thiện như thế, thì ở trong giới pháp của ta xuất gia cầu đạo, không nhớ nghĩ đến Niết Bàn, không lấy Niết Bàn để làm mục đích để nhớ nghĩ, không tham đắm Niết Bàn, đối với pháp không đốt ráo, không hề kinh hãi, không sợ sệt, người này hãy còn đoạn trừ các pháp, cho nên siêng năng tu hành tinh tấn, huống chi là không tham chấp các việc bất thiện như thế. Đó là tham chấp về ngã, về chúng sinh, về người, về pháp. Người ấy vì đoạn trừ mọi sự tham chấp, nên chỉ siêng năng tu tập pháp tam muội vô tướng. Đối với tam muội vô tướng cũng không nắm giữ tướng, người ấy thông đạt tướng của tất cả các pháp đều là một tướng, đó là vô tướng. Này Xá Lợi Phất, tên gọi ấy ở trong giáo pháp của Bậc Thánh gọi là Pháp Nhãn Nhu Thuận, đạt được Pháp Nhãn Nhu Thuận rồi mới gọi là đệ tử của Như Lai, có thể thuận nhận lấy sự cúng dường, chẳng uổng với sự thọ nhận này. Vì sao này Xá Lợi Phất, pháp tướng mà ta đã giảng nói là chân thật, không thể hội nhập, không thể thọ lấy, không thể xả bỏ, không thể tham chấp, không thể chẳng nói, chấm dứt con đường ngôn ngữ, không vui, không mừng, đoạn trừ tâm tham vui, chẳng phải là các duyên tụ hợp, sẽ liệt các nhân duyên, không có đường đi để đoạn trừ đường đi, đến không còn đường đi, dứt trừ các ngôn ngữ, luận bàn, âm thanh, không hình, không sắc, không lấy, không chấp giữ, không sử dụng, không thật, không hư, không tối, không sáng, không hoại, không tranh, không hợp, không tan, không chuyển động, không nhớ nghĩ, không có phân biệt, không thể hiện bày, không dơ, không sạch, không danh, không tướng, không có tâm và các pháp của tâm, không có tâm về sự giải thoát. Trong giáo pháp của ta không có nam, không có nữ, không có trời trồng trà xoa cà thác bà cứ bàn trà thì xá già, không thường, không đoạn, không ngã, không có chúng sinh, không có nhân, không đến, không đi, không ra, không vào, không có giới luật, không phạm giới, không sạch, không dơ, không có tam muội, không định, không định căn, không có thiền căn, không thấy, không biết, không tham chấp, không tranh luận, không có đạo quả, không có trí tuệ, không có tuệ căn, không có sáng và tối, không có giải thoát, không trói buộc, không quả, không có đắc quả, không có năng lực, không phải là không có năng lực, không có chỗ sợ, không phải là không có chỗ sợ, không có niệm căn, không ngồi, không đi, không có ai nghi, không đây, không kia, không nhớ tưởng, phân biệt, không có bồ đề, không có bồ đề phân, không có trí, không phải là không có trí. Không có đất, nước, gió, lửa, không tội, không phước, không có pháp, không phải là phi pháp. Không khổ, không vui, dứt hẳn các gốc rễ của hỷ luận, sẽ liệt tất cả khiến không còn cái tướng. Này Xá Lợi Phất, nói tóm lại, giáo pháp của ta đã nêu bày, đều phá được tất cả các vọng niệm, tất cả các kiến chấp, tất cả các kết xử, các tăng thượng mạng, không nhớ nghĩ đến tất cả các nơi đã nhớ nghĩ, đoạn trừ tất cả các thứ ngôn ngữ, ta ở trong pháp này là không thường, không vô thường, không khổ, không vui, không dơ, không sạch, không thường, không đoạn, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tuổi thọ, không mạng sống, không sinh, không diệt. Vì sao này Xá Lợi Phất, Như Lai đối với giáo pháp này đều không có chỗ thủ đắc, không chỗ diệt, cho nên gọi là Niết Bàn, cũng không thấy có người đạt được Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật không nhớ nghĩ về Niết Bàn, cũng không lấy Niết Bàn làm sở nhớ nghĩ, cũng không tham chấp về Niết Bàn, cho nên phải biết đây là pháp đặc biệt hiếm có bậc nhất. Vì thế nên Đức Như Lai giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho mọi người tin hiểu càng hiếm có hơn. Phẩm 2. Niệm Phật. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tri thức ác, thế nào gọi là tri thức thiện ở trong giáo pháp này? Phật bảo, này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo chỉ dạy các tỳ kheo khác, này các tỳ kheo, các ông nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Này tỳ kheo, ông nên quan sát nơi thân, nhận lấy thân tướng này, đó là sự bất tịnh, nên quán tất cả các pháp hữu vi, thể đều vô thường, quán tất cả các pháp đều không, không có ngã. Này tỳ kheo, ông phải dùng tướng của đối tượng được duyên để buộc tâm trong chuyên, chuyên niệm vào tướng không, nên thích pháp thiện, phải chú lấy tướng của pháp thiện,
giờ lấy tướng của pháp bất thiện, rồi thì đoạn trừ nên quán niệm để tu tập, đó là quán tướng bất tịnh để đoạn trừ tham dục, quán tướng của tâm từ để đoạn trừ giận dữ, quán pháp do nhân duyên sinh để đoạn trừ ngu si. Thường nhớ nghĩ về giới tịnh để nhận lấy tướng không hết sức sâu xa, sau đó tu hành tinh tấn để đạt được thiền thứ tư, chuyên tâm cầu đạo. Quán pháp bất tịnh đều là não hại, quán pháp thiện là an ổn bậc nhất. Nhất tâm tu đạo, phân biệt xét kỹ, quan sát về pháp thiện và pháp bất thiện, nhờ lấy tướng này nên nhất tâm tư duy quán xét về niết bàn an ổn vắng lặng, chỉ ưa thích về niết bàn là hoàn toàn thanh tịnh. Dạng người như vậy gọi là tà giáo, nghĩa là chánh giáo ấy mà là tà giáo. Này Xá Lợi Phất, người dạy như vậy gọi là tri thức ác, người ấy chính là phỉ báng Như Lai, đã giúp cho ngoại đạo cũng vì người khác mà dở nói pháp của tà đạo. Này Xá Lợi Phất, người ác như thế ta không hề thọ nhận một giọt nước uống để nuôi sống thân mình. Ta thuyết giảng về sự giáo pháp hóa, không giảng về sự thọ nhận. Này Xá Lợi Phất, ở trong pháp giáo pháp của ta phần nhiều có sự giảng dạy tăng thượng mạng như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu người thọ giáo thọ giới 5 năm không thể bỏ chỗ dạy dỗ như thế, dù ở trong giáo pháp ấy dốc tâm tinh tấn, tờ nắm bắt được đều là không thật có. Tỳ kheo không đến thưa hỏi, ta nói người này tuy có thọ giáo thọ giới 5 năm vẫn gọi là tà kiến, xen tạp pháp ngoại đạo, thuận theo lời chỉ giáo của ma. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo nào thọ nhận lời dạy ấy rồi, lãnh hội pháp không, không thủ đắc, tự mình hiểu biết, ta tuyên bố người thọ nhận như vậy đều là tà kiến. Đối với pháp không, không thủ đắc, không nghi ngờ, không hối hận, không đạt sâu xa, không đương theo tất cả hai kiến là ngã và nhân. Này Xá Lợi Phất, ta nói người này là phàm hạnh thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo nào đã thành tựu pháp nhẫn không thủ đắc như thế, dù hiện chưa được niết bàn vô dư, người ta thọ ký cho người này khi Đức Phật Di Lặc ra đời sẽ ở hội thứ nhất. Khi ấy Đức Di Lặc khen ngợi 3 lần người ấy có thể ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu pháp nhẫn không thủ đắc. Này này Xá Lợi Phất, nếu người tại gia hay xuất gia thành tựu được pháp nhẫn ấy thì ta sẽ tạo ký cho người đó chắc chắn đạt đến niết bàn. Này Xá Lợi Phất, nếu có người thọ nhận lời dạy như thế rồi, lắng nghe pháp không không thủ đắc, tức thì kinh sợ, người ấy thật đáng thương xót vì không có người cứu giúp, không có chỗ nương tựa, người này đi thẳng đến cõi địa ngục. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, ở trong giáo pháp của Phật, người nào kinh hãi, nghi ngờ, sợ sệt thì người ấy đã tạo đầy đủ nẻo ác. Vì sao? Ta thường tự nói, người còn thủ đắc là thuộc về đường ác. Này, vì sao? Này Xá Lợi Phất, giáo pháp mà chư Phật đã chứng đắc là không có sai biệt, về đúng cùng chẳng đúng. Nếu có sai biệt là có thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, người nào tha tạo lấy 5 thứ tội nghịch cực ác chứ không tạo tác theo kiến chấp về ngã, về nhân, về chúng sinh, về tuổi thọ, về mạng sống, kiến chấp về năm ấm, 12 nhập, 18 giới, tham chấp về trì giới, kiến chấp có trì giới, tham chấp về tam muội, kiến chấp có tam muội, nương tựa vào tưởng về Phật mà đạt được tưởng và pháp, đoạn trừ sở biệt của tăng để tạo thành thân kiến. Vì sao? Do cho giáo pháp của Phật tạo thành tăng kiến không phải thuộc về tăng chúng. Này Xá Lợi Phất, chúng đệ tử của Phật tâm không phân biệt, chúng đệ tử của Phật là người hiền thiện, là người không phá giới, là người không phá kiến, là người không phá oai nghi. Đây Xá Lợi Phất, những gì là ác là bất thiện ở trong giáo pháp của Phật không thuộc về chúng tăng thì gọi là ác bất thiện, nghĩa là tâm, các pháp của tâm cùng với các duyên hòa hợp là những việc không chân thật đều do phân biệt, do phân biệt cho nên chấp có thủ đắc. Người ấy cho đến chỗ nói năng về tâm và sự nối tiếp của tâm dẫn đến pháp thiện và bất thiện thì ở trong giáo pháp của Phật gọi là ác bất thiện. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, ở trong chỗ vui hiện có tức có cái khổ, giáo pháp của Như Lai là diệt trừ hết sự khổ ấy. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã chứng đắc
trong đó là vô dục, còn không phải là vô dục, là không khổ không vui, không tư không tưởng không tu, thậm chí cũng không có tư tưởng về không. Vì sao? Này sẽ lợi Phất, nếu chấp tư tấp tưởng về không, đó là tưởng về ngã, tưởng về chúng sinh, tưởng về thường, tưởng về đoạn. Vì sao? Này sẽ lợi Phất, thuận theo chỗ có tưởng thì sinh ra các tưởng đều rơi vào nẻo tà. Này sẽ lợi Phất, không sinh không niệm gọi là không, không niệm cũng không, đó gọi là không. Này sẽ lợi Phất, trong không là không thiện không ác, thậm chí cũng không có tư tưởng về không, cho nên gọi là không. Này sẽ lợi Phất, các pháp hữu vi có thể nhận biết, có thể thấu tỏ, còn không thì không thể nhận biết, cũng không thể hiểu rõ, chẳng thể lường xét, cho nên gọi là không. Này sẽ lợi Phất, tướng không chẳng phải do suy niệm mà đạt được. Vì sao? Vì không có tưởng về không, cho nên gọi là không. Này sẽ lợi Phất, là thế nào để giảng nói về nẻo hành hóa là không? Đức Phật bảo tôn giả sẽ lợi Phất, không nhớ nghĩ về tất cả các tưởng, thậm chí tưởng không cũng không nhớ nghĩ, đó gọi là hành không. Này sẽ lợi Phất, tên gọi của tưởng cho đến tâm có chỗ niệm tức gọi là tưởng, không có chỗ niệm mới gọi là vô tưởng. Sao liệt các tưởng nên gọi là vô tưởng, tùy thuộc vào chỗ chấp giữ tưởng đều là tà kiến. Vì ở trong thánh pháp chấp cho đạt được tịch diệt đều rơi vào tà kiến, huống chi là giảng nói, huống hồ là người giảng nói. Như vậy pháp không lấy gì để giảng nói? Này sáu lời Phật, chư Phật vì sao nói các thứ ngộ? Các tướng ngôn ngữ đều gọi là tà, không thể thông đạt. Vì dữ liệu gì? Không thể thông đạt tất cả các pháp, đó là đều do chỗ che lấp của ngôn thuyết. Vì thế Đức Như Lai biết rõ các ngôn ngữ đều là tà kiến, thậm chí rất ít ngôn ngữ đạt được chỗ chân thật ấy. Này sáu lời Phật, chư Phật đã chứng đắc đạo quả vô tưởng bồ đề đều là vô tưởng vô niệm. Vì sao? Vậy đối với các pháp, Như Lai không thủ đắc về thể tánh, cũng không thủ đắc về niệm. Này sáu lời Phật, vì sao Như Lai giảng nói có chỗ niệm? Này sáu lời Phật, trong kinh nói nếu người nào đạt được bốn niệm xứ thì người ấy có thể đạt được thể tánh của các pháp, có thể đạt được tự thân, đạt được tự ngã, được nhân. Thực ra thì không có điều ấy. Hiện rõ tướng riêng của pháp là không, cho nên giảng nói về bốn niệm xứ. Tánh của bốn niệm xứ là không tánh, không xứ, không có nhớ nghĩ, không có thuyết giảng, không có tham chấp. Tánh của niệm hãy còn là không, huống hồ là niệm xứ. Cho nên Như Lai giảng nói gọi là niệm xứ. Này sáu lời Phật, nói các pháp có thể tánh quyết định, như chia sợi tóc ra thành trăm phần cho lấy một, thì chư Phật vẫn chẳng xuất hiện ở đời, hoàn toàn cũng không giảng nói về tánh không của các pháp. Này sẽ lại vất chỗ không, đích thật của các pháp là không tánh, nhất tướng, đó gọi là vô tướng. Như Lai đều thấy biết, do đó Như Lai chẳng nói có niệm xứ. Này sẽ lại vất niệm xứ gọi là không xứ, không phải là không xứ, vô niệm. Vô niệm là không có nghiệp về niệm. Vô tưởng là không có phân biệt. Vô ý là không có nghiệp về ý. Vô tư là không có nghiệp về tư duy. Vô pháp là không có tưởng về pháp. Đều không hợp, không tan. Cho nên hiền thánh gọi là không có phân biệt. Đó chính là niệm xứ. Vì vậy Như Lai giả nói có niệm xứ là tùy thuận theo niệm, nó không thật có. Gọi là niệm xứ là tùy thuận niệm Phật, nên gọi là niệm xứ. Này sáu lợi Phất, thế nào là niệm Phật? Này sáu lợi Phất, nhận thấy đều không thực có, gọi là niệm Phật. Này sáu lợi Phất, chư Phật vô lượng, không thể nghĩ bàn, không thể lường tính. Do ý nghĩa này, nhận biết không thật có, gọi là niệm Phật. Chân thật gọi là không phân biệt, vì chư Phật là không phân biệt. Cho nên nói niệm không phân biệt, tức là niệm Phật.
Lại nữa, nhận biết thật tướng của các pháp gọi là thấy Phật. Thế nào gọi là thật tướng của các pháp? Nghĩa là các pháp hoàn toàn đều là không, không thật có, do chỗ hoàn toàn là không ấy nên pháp niệm Phật là không thật có. Lần nữa, ở trong giáo pháp như thế, thậm chí một niệm nhỏ hãy còn không thể tu đắc để gọi là niệm Phật. Này Xá Lợi Phất, pháp niệm Phật ấy là đoạn dứt con đường ngôn ngữ, vượt khỏi các niệm không thể thủ đắc về niệm nên gọi là niệm Phật. Này Xá Lợi Phất, tất cả các niệm đều là tướng tịch diệt, tuận theo pháp này thì đấy là cách tu tập niệm Phật, không thể dùng sắc để niệm Phật. Vì sao? Vì niệm về sắc là chấp giữ về tướng, thêm vị là thức không hình không sắc, không duyên không tánh, đó gọi là niệm Phật. Vì thế nên biết không có phân biệt, không nhận lấy, không xả bỏ, đó là niệm Phật. Phẩm ba niệm pháp. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người giảng nói pháp như thế nào gọi là tri thức ác? Bạch Thế Tôn, người giảng nói pháp như thế nào gọi là tri thức thiện? Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, nó có tỳ kheo dạy cho tỳ kheo khác. Này tỳ kheo, ông nay nên biết việc niệm Phật là niệm không. Nếu là nơi chốn của đối tượng được duyên thì không nên niệm. Chỗ niệm của ông là không niệm, cũng lại là không, là vô tánh không, có thể đoạn dứt tưởng về sắc, có thể đoạn trừ tưởng chấp giữ. Bây giờ người ấy vô tưởng không còn được, huống chi là được niệm. Lúc đó người ấy đều không thật có tịch diệt vô tánh, không tập hợp các tưởng để diệt trừ tất cả pháp, tức gọi là tu tập niệm Phật. Niệm Phật gọi là phá bỏ tất cả giác quán, pháp thiện và bất thiện, không giác, không quán, vắng lặng, an nhiên, vô tưởng, gọi là niệm Phật. Vì sao? Vì không nên dùng giác quán nhớ nghĩ về chư Phật. Không giác, không quán, gọi là niệm Phật thanh tịnh. Ở trong niệm này cho đến không đạt tới nghiệp nơi tâm niệm của tâm ý vi tế, huống chi là nghiệp của thân miệng. Là nếu người niệm Phật xa lìa các tưởng, các tưởng ở trong tâm không có phân biệt, không có danh tự, không có ngăn ngại, không tham dục, không thủ đắc, không dấy khởi giác quán. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, nếu tùy thuộc vào niệm để dấy khởi tất cả các tưởng đều là tà kiến. Này Xá Lợi Phất, tùy thuộc vào là đều không thật có, không giác không quán, không sinh không diệt, thông đạt được điều ấy gọi là niệm Phật. Ở trong niệm như thế là không tham đắm, không chấp trước, không thuận, không nghịch, không danh, không tưởng. Này Xá Lợi Phất, không có tưởng, không có nói năng mới gọi là niệm Phật. Ngay trong lúc ấy, không còn một niệm nhỏ vi tế nào, huống gì là nghiệp thô lớn của thân miệng ấy. Không có chốn nơi nghiệp của thân miệng ấy nên không nắm bắt, không xả bỏ, không tranh, không tụng, không nhớ nghĩ, không phân biệt, tịch tịnh vô tánh, diệt trừ các giác quán, đó gọi là niệm Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào thành tựu được niệm như thế, nhằm lấy chuyện được bốn cõi thiên hạ tùy ý giáo hóa, cũng có thể hàng phục được hàng trăm ngàn ức ma, huống chi là sự giải lấp do vô minh theo duyên khởi, giả dối không có tướng quyết định. Thế nên pháp này vô tưởng, không hí luận, không sinh không diệt, không thể nêu bày, không thể phân biệt, không tối không sáng, hoặc ma hoặc biến thuộc của ma cũng không thể nào lường xét được. Chỉ vì thế tục nên dùng ngôn ngữ giảng nói có chỗ giáo hóa. Giảng như vậy, khi ông niệm Phật, chớ có chấp vào một tưởng nhỏ nào, chớ sinh hí luận, đừng có phân biệt. Vì sao? Vì pháp này đều là không, không có thể tánh, không thể niệm vào một tướng gọi là vô tướng, cho nên gọi là niệm Phật chân thật, nghĩa là không sinh, không diệt, vô tướng vô vi. Vì sao? Vì Như Lai không gọi là sắc, không gọi là tưởng, không gọi là niệm, không gọi là phân biệt, không chống đối, không thuận theo, không lấy, không bỏ, chẳng thiền định, chẳng trí tuệ, chẳng phải minh, chẳng phải vô minh. Như Lai là không thể nếu bày, là không thể nghĩ bàn, là vô tướng. Này ông, chớ nên ưa chấp tướng, chớ nên ưa hí luận,
Vì Phật đối với các pháp là không chấp, không vướng, không thấy có pháp có thể chấp, có thể vướng. Người này đối với Phật hãy còn không thể tu đắc, huống hồ là đối với niệm. Này Xá Lợi Phất, người nào giảng dạy như vậy thì gọi là tri thức thiện. Nhưng trong đệ nhất nghĩa không có sự quyết định là tri thức thiện, là tri thức ác. Là nữa, này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo chỉ dạy cho tỳ kheo khác. Này tỳ kheo, ông nên phân biệt quan sát các pháp, cũng là nhớ chớ niệm về tướng của các pháp như vậy. Tỳ kheo ấy tu tập tâm không còn bị ràng buộc vướng mắc, tức có thể thấu đạt được các pháp chỉ là một tướng, gọi là vô tướng. Người ấy hãy còn không sanh khởi tưởng về pháp, huống chi là tưởng về ta người. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Người niệm về tưởng của pháp, người ấy có thể diệt được tất cả các pháp không? Bạch Thế Tôn, không. Này Xá Lợi Phất, như cây không có gốc thì có thể sinh cành, lá, hoa, quả không? Bạch Thế Tôn, không. Đúng vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào không đạt được chỗ căn bản của các pháp thì người ấy có thể phát sinh tưởng về các pháp không? Bạch Thế Tôn, không. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào không đạt được, không niệm tưởng về pháp thì người ấy có thể diệt trừ tất cả pháp không? Bạch Thế Tôn, không. Người ấy không thủ đắc nơi pháp, không thủ đắc nơi tướng của pháp, không thủ đắc nơi diệt, cũng không phân biệt, không sinh không diệt. Bây giờ người ấy là không sinh không diệt, không gọi là thủ đắc về niết bàn, lại cũng không gọi là không thủ đắc về niết bàn. Này này Xá Lợi Phất, người chỉ dạy như thế gọi là tri thức thiện. Nhưng trong đệ nhất nghĩa không có tri thức thiện, không có tri thức ác. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào thành tựu tướng như vậy thì rất là hiếm có trong thế gian. Vì đã đạt được sự thấy biết chân thật không điên đảo, đó là chánh kiến. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, người đạt chánh kiến gọi là chánh tác, chánh hành, chánh đạo, chánh giải, không có điên đảo, thấy biết đúng như thật, cho nên Như Lai gọi là chánh kiến. Này Xá Lợi Phất, nếu chúng sinh nào không còn điên đảo, quán xét chư thật, tức có chánh kiến. Nếu chúng sinh tưởng ngã, tưởng nhân, tưởng chúng sinh, nên biết người này gọi là tà hành. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật và các đệ tử không nói có ngã, không nói có nhân, không nói có chúng sinh, không nói có thọ mạng, không nói có thường, có đoạn, cho nên Đức Phật và các đệ tử gọi là chánh kiến. Vì sao? Vì quán xét đúng đắn, không có điên đảo. Này Xá Lợi Phất, tất cả các phàm phu đối với việc này không thể hội nhập được. Vì sao? Vì tất cả hàng phàm phu đều không có chánh kiến, do có tùy thuận theo chánh kiến đạt được pháp nhẫn nhu thuận, không thể hiểu biết các pháp đúng như thật. Này Xá Lợi Phất, đó là chỗ chánh kiến khác với tà kiến. Vì thấy biết các pháp đúng như thật gọi là chánh kiến, nhận biết các lợi lạc ở đời, nhân đấy làm tăng thêm tài sản phúc lợi, gọi là chánh kiến của thế gian, thể đều là luống dối, không tránh khỏi sinh tử. Này Xá Lợi Phất, Phật đã thuyết giảng về chánh kiến của thế gian là giảng nói về các pháp biến trễ thấp kém, bậc hiền thánh không tạo tác về niệm này, đó là chánh, đây là chánh kiến, đây là tà kiến. Vì sao? Vì tất cả các kiến giải đều do duyên khởi hư vọng. Này Xá Lợi Phất, nếu có suy nghĩ cho rằng đây là chánh kiến thì người này tức là tà kiến. Này Xá Lợi Phất, ở trong giáo pháp của Phật đã dứt sạch tất cả nguồn gốc của các kiến và đoạn trừ tất cả các con đường ngôn ngữ như nơi hư không, đưa tay lên không bị ngăn ngại. Giáo pháp của Sa Môn cũng là như vậy. Phẩm bốn niệm tăng. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thánh chúng? Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, nếu người nào có thể tin hiểu, thông đạt tất cả các pháp là không sinh, không diệt, không khởi, không tướng, thành tựu được nhẫn như thế, hãy còn không thủ đắc về ngã, huống chi là thủ đắc về các quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, huống nữa là thủ đắc về pháp, thủ đắc về nam nữ, thủ đắc về đạo, huống hồ là thủ đắc về các việc như vậy, đó gọi là thánh chúng. Thánh chúng ấy cũng không thủ đắc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, chúng sinh ít có thể tín hiểu các pháp là không sinh, không diệt, không tướng,
Nếu có thể tín hiểu các pháp là không sinh, không diệt, không tướng, tâm không còn điên đảo, cùng hiểu rõ đều do pháp hội hợp, không còn thọ đời sau nữa, nhận biết các pháp thế gian đều tự duyên khởi hư vọng, thì người ấy không còn trụ vào thân này nữa. Do nhân duyên đó nên gọi là thánh chúng. Người này đối với ngôn ngữ cũng không tụ đắc gọi là các danh tướng, nhưng tập hợp những việc không tướng, không hí luận, đó gọi là tăng bảo, được thọ nhận sự cúng dường vì đạt được ý nghĩa chân thật, không điên đảo. Người ấy cho sự việc niệm tăng kia là phương tiện nên cũng là không. Này Xá Lợi Phất, người chỉ dạy như vậy gọi là tri thức thiện. Này Xá Lợi Phất, đoạn dứt tất cả con đường ngôn ngữ gọi là thánh chúng. Vì sao? Vì ở trong pháp của Phật đều là nhân nơi ngôn ngữ để nói bày và nghĩa chân thật, ngôn ngữ như thế là cũng không thể tụ đắc. Vì thế nên biết đoạn dứt các ngôn ngữ gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nói ở trong giáo pháp ấy không có lời nói, không có quyết định, làm sao gọi là tăng? Này Xá Lợi Phất, ta ở trong trường hợp ấy nên đáp như vậy: chúng tăng gọi là thực hành những việc như thật, việc này quyết định cũng không thể tu đắc, đều cùng một sự tu học, một sự nhẫn nhục, một pháp vị. Việc này cũng dùng ngôn ngữ của thế tục để giảng nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa không có quyết định, thật gọi là tăng, là pháp thường không hư hoại. Nếu thánh nhân nói có pháp này, tức là nhiệm ô. Vì sao? Và nếu người nào có sự phân biệt đây là nam, đây là nữ, đây là trời, là rồng, là dạ xoa, là càn thất bà, là cơ bản trà, là pháp, là phi pháp, phân biệt những việc như vậy rồi, nắm bắt vô số những sự việc như thế rồi, nói như vậy là ngồi, là nằm, là đi, là đứng. Vì thánh nhân đã đạt được thật tướng của các pháp, không phân biệt là nam, là nữ, là trời, là rồng, cho đến là pháp, là phi pháp. Vì không phân biệt nên không tụ đắc nơi vô số các pháp. Người không tụ đắc nơi vô số các pháp có thể dạng nói là ngồi, là nằm, là đi, là đứng chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nói đây là nam, là nữ, là trời, là rồng, cho đến là pháp, là phi pháp, thì chỗ người ấy đã dạng nói chẳng phải là hư vọng chăng? Bạch Thế Tôn, là hư vọng. Này Xá Lợi Phất, nếu không nhập vào chỗ hư vọng ấy thì gọi là thánh chúng, vì không còn điên đảo nên gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, có chỗ có bất thiện, chỗ có thể nhận biết, chỗ có thể tu đắc. Như vậy tất cả các pháp bất thiện đều dùng danh tướng làm căn bản, nhưng ở trong pháp của hiền thánh đã đoạn dứt các danh tướng, là không niệm về danh tướng, cũng không tu đắc về danh tướng, vậy sao có thể gọi là thánh chúng? Là thánh, là chúng. Đoạn dứt các danh tướng gọi là thánh chúng. Nếu có nơi chốn của pháp thì nên dứt, nên đoạn, vì trong giáo pháp của hiền tánh không có danh, không có tướng, không có ngôn ngữ. Đoạn trừ các ngôn ngữ không có tụ hợp tan rã. Nếu nói không có tăng, tức là phá thánh chúng, cũng là không thủ đắc, gọi là tượng hư vọng của danh tướng. Vì chấp các thứ tà kiến, do tà kiến nên thọ nhận thân đời sau, tham chấp các kiến nên sinh ra năm ấm. Này Xá Lợi Phất, năm ấm đều là tham chấp hư vọng, đó gọi là đường ác, gọi là tà kiến. Các bậc hiền thánh không có việc này, nhưng nhận biết do duyên hư vọng nên giấy khởi và bá cõi, do nhận biết việc ấy nên gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, phàm chỗ thấy biết ở trong thánh chúng đều không thể tụ đắc, đó là thấy ngã, thấy nhân, thấy chúng sinh, thấy tọa mạng, thấy nam, thấy nữ, thấy trời, thấy địa ngục, thấy chúc súc sinh, thấy ngạ quỷ, thấy năm ấm, sáu nhập, 18 giới, kiến chấp về tiếng ốc, kiến chấp về tiếng trống, kiến chấp về tiếng đất, kiến chấp về tiếng lửa, kiến chấp về tiếng gió, kiến chấp về tiếng nước, kiến chấp về tiếng trì giới, kiến chấp về tiếng phá giới, kiến chấp về tiếng chánh đạo, kiến chấp về tiếng tà đạo, kiến chấp về tiếng dơ, kiến chấp về tiếng sạch, kiến chấp về tiếng thơm mũi, thiền định, kiến chấp về tiếng tám thánh đạo, kiến chấp về nơi quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, kiến chấp về tiếng giải thoát, kiến chấp về tiếng đắc quả, kiến chấp về tiếng Phật, kiến chấp về tiếng Pháp, kiến chấp về tiếng Tăng, kiến chấp về tiếng diệt độ, kiến chấp về tiếng Niết Bàn.
Nay sớ đại Phật đó gọi là kiến chấp về các âm thanh hư vọng. Chúng hiền thánh đối với đệ nhất nghĩa không có thủ đắc về các kiến chấp ấy. Thông đạt vô số âm thanh là một tướng, gọi là vô tướng, không chống trái, không tranh chấp, thành tựu pháp nhẫn không điên đảo, gọi là thánh chúng. Này sẽ lại phát pháp nhẫn này không điên đảo gọi là vô tướng. Vô tướng không nên không lấy, không bỏ, không nghịch, không thuận, không sinh, không dị, cho nó tự nhiên trở về nơi vắng lặng, không tu, không hoại, không khởi, không đắc, không phân biệt kia đây, nên tâm luôn xả lìa. Vì sao? Vì ở trong pháp nhẫn không có bờ bên này, không có bờ bên kia, không có phân biệt, chẳng phải là không có phân biệt thấu tỏ về vô tướng thành tựu nhẫn ấy, gọi là thánh chúng. Phá hòa hợp nên gọi là thánh chúng. Này sẽ là Phật, nơi kinh khác ta đã giảng nói, người nào thấy pháp đó là thấy Như Lai, nhưng Như Lai chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải là phi pháp. Vì sao? Vì điều đạt là kẻ ngu si và các ngoại đạo đều dùng sắc thân để thấy Phật. Này sẽ lợi Phật, không nên dùng sắc thân để thấy Như Lai, cũng không nên dùng âm thanh để thấy Như Lai. Này sẽ lợi Phật, nếu người nào dùng sắc thân để thấy Phật thì cách xa Phật. Vì sao? Vì đối với Phật không cho là thấy hình sắc để gọi là thấy Phật. Này sẽ lợi Phật, nếu người nào có thể thấy các pháp là vô tướng, không danh tự, không xúc chạm, không nhớ nghĩ, không suy niệm, không sinh, không diệt, không hỷ luận, không gán điểm nơi tất cả các pháp, không niệm về Niết Bàn, không dùng Niết Bàn để suy niệm, không tham chấp về Niết Bàn, ta hiểu các pháp đều là một tướng, đó là vô tướng. Này số là Phật, đấy gọi là thấy biết chân chánh. Đức Phật gọi tất cả các pháp đều không có mong cầu, không hỷ luận, không sinh, đối với sự việc này cũng không nhớ nghĩ, không phân biệt, đó gọi là thấy Phật. Nếu có người ở trong pháp này không có tưởng nhớ nghĩ, phân biệt, không lấy, không bỏ, không tham chấp, không chống trái, không tưởng, không có nghiệp về tưởng, không tham chấp nơi ngôn ngữ, biết rồi các pháp đều là giả danh, không thật có, đoạn dứt con đường ngôn ngữ, không có sai biệt, cũng không hí luận, đó gọi là vô sinh, vô tưởng, hành giả ở trong thế gian gọi là thánh chúng. Này sẽ lời Phật, thấy những pháp gì gọi là thấy Phật? Đó là vô tưởng, không phân biệt, không hí luận, không thọ nhận tất cả các pháp, hoặc dùng cửa không, hoặc cửa vắng lặng, hoặc cửa xa lìa, không niệm về chỗ thấy biết, không tụ đắc về sự thấy biết, thì việc ấy cũng không tụ đắc, gọi là danh tự thì nơi chỗ ấy cũng không tụ đắc, đó là Niết Bàn. Vì sao? Này sẽ lời Phật, ta hãy còn không nghĩ về Niết Bàn, làm sao nói là các ông nên nghĩ về Niết Bàn, nên đạt được Niết Bàn. Này sẽ lời Phật, nếu người nào thủ đắc về Niết Bàn thì người ấy không phải là người xuất gia theo Phật, mà là người xuất gia theo lục sư ngoại đạo, để biết người này là giặc bỏ chánh pháp, đã lẻn vào trong pháp của ta, để biết cả ấy đã làm nhiễm ô giá pháp của ta, để biết người ấy là giặc lớn, giống như nơi thành ấp lớn có giặc cướp lớn. Vì sao? Vì người ngu như thế hãy còn không đạt được Niết Bàn, huống chi là người mà ta đã nêu. Này sao lại phát người ngu này, ta đã dùng tay ngăn lại, vì chẳng phải là đệ tử của ta, không được nhập vào trong số tăng chúng, ta không phải là thầy của kẻ ấy. Này sẽ lại Phật, nếu nhận biết rõ các pháp là không sinh, không diệt, không niệm, không tưởng, người đạt được pháp nhận ấy hãy còn không đạt được Niết Bàn, huống gì là người mà ta đã nêu. Này sẽ lại Phật, Phật đã giả nói như thế gọi là thấy pháp, có thể thấy rõ sự việc này gọi là thấy Phật. Này sẽ lại Phật, thế nào gọi là Như Lai? Tất cả các pháp là như, không biến đổi, không hoại diệt, đó gọi là Như Lai. Nếu người nào đối với pháp ấy không còn nghi ngờ, gọi là thánh chúng. Này xá lợi Phất, trong đời quá khứ có một người ngu, không biết rõ về khỉ vượng. Đi vào rừng lớn, thấy có một đám khỉ vượng tụ tập tại một nơi cây, cối rừng rậm. Người ấy từng nghe có cõi trời đao lợi, liền cho đó là chư thiên ở cõi trời đao lợi, nên bỏ đi ra khỏi rừng cây, ra về làng xóm cũ. Đến nơi có nhiều người bảo họ, các ông đã từng thấy cõi trời đao lợi chưa? Mọi người trả lời, chưa từng thấy. Người này liền nói,
Tôi đã từng thấy các ông bốn thấy không? Mọi người đều nói là bốn thấy. Người ấy bèn dẫn mọi người đi vào khu rừng kia, chỉ chỗ bầy khỉ vượn đang tụ tập nói: Các người xem, đấy là chư thiên ở cõi trời đáo lợi. Mọi người nói: Chẳng phải là cõi trời đáo lợi, đây là chỗ vui đùa của đám khỉ vượn khỉ trong rừng. Vì ông ngu si điên đảo nên không biết về khỉ vượn, lại cũng không biết về chư thiên ở cõi trời đáo lợi. Này Xá Lợi Phất, người ấy không dẫn đại chúng đi vào rừng kia. Như vậy, này Xá Lợi Phất, ở đời vị lai nó có tỳ kheo đến nhà cư sĩ nói như vậy: Ông muốn thấy Phật, gặp thanh chúng, nghe pháp của Phật không? Trong nhà cư sĩ có người tin pháp của Phật nên đều nói muốn thấy, nghe, lãnh thọ giáo pháp của Phật. Này Xá Lợi Phất, trong nhà cư sĩ có người tham chấp ưa thích ngôn từ, đi vào chùa tháp có các tỳ kheo ưa việc thuyết giảng, có thể thông tỏ các kinh, nương vào ngôn ngữ, ưa thích trau chuốt văn từ, các sa môn này tùy thuận để giảng nói cho họ, và đó là chân đạo, nhưng chỉ làm đầy số lượng tăng chúng như người thả bò, chỉ ưa thích đọc sách, không hội nhập vào nẻo chân như, chỉ dốc làm chui theo ý của người khác, quý nơi danh lợi, tinh xảo về việc đời, giảng nói pháp bất tịnh, chỉ có thể khéo léo về ngôn từ, thực hành đạo thế gian, không có ai đức, phá bỏ nhân của Niết Bàn, bỏ sự tĩnh lặng của Bậc Thánh, không ưa thích thiền định, ngày đêm luôn ưa thích đàm luận, tranh cãi, nằm đắp chăn mềm, giày hãy còn không nhất niệm, thuận theo thiền định, huống hồ là có thể thành tựu quả vị Sa Môn. Người này ngủ nghỉ thường tương ưng với tâm thế tục, đầu đêm cuối đêm không tu theo pháp thuần nhẫn, ưa thích pháp thấp kém, ngài cũng được nhiều sự cúng dường và y phục thức ăn uống. Vì sao? Người ấy thường bị ma xấu ác thâu tóm, ưa thích lời nông cạn, không siêng tu học để nhất nghĩa, cũng không thể đọc tụng tòa trì kinh thâm diệu bậc nhất, nghe thì sợ hãi, sợ bỏ phần tinh thuần mà lấy cặn bã, hoặc có các phàm phu được nhiều lợi dưỡng, sinh tâm tham chấp. Suy nghĩ chúng ta cũng nên học theo chỗ bàn luận ấy. Này Xá Lợi Phất, người ấy đã lìa bỏ pháp báu vô thượng, rơi vào tà kiến Sa Môn Chiến Đà La này, có các cư sĩ tại gia đi đến chỗ của các Sa Môn ấy. Người ác như vậy mà giảng nói giáo pháp, thì lợi dưỡng nên khen ngợi Phật Pháp Tăng, chỉ đã cầu mạng sống, nên làm kẻ hầu hạ cho tiền của, tham dụm và ăn uống, y phục, mà khen ngợi chỗ ưa thích của mình, cho rằng nếu thực hành bố thí thì được sinh lên cõi trời. Ở trong giáo pháp của Phật thì bố thí này là pháp thấp nhất. Ở đây Sa Môn khen ngợi là pháp tối thắng, và nói do nhân duyên là bố thí lớn nên được sinh lên cõi trời. Không biết về ngôn ngữ, không hiểu về nghĩa lý, chỉ biết ban đầu nhập vào pháp nhỏ, cạn cợt tham chấp về ngã nhân, xa bỏ để nhất nghĩa. Này Xá Lợi Phất, giảng nói pháp như vậy, nếu có người sinh niềm tin xuất gia với các người ác ma cùng nhau hòa hợp, không siêng năng cầu để nhất nghĩa sâu xa, do có chỗ thủ đắc nên nói có ngã, có nhân, có chúng sinh, có tuổi thọ, có mạng sống, là đã nhớ tưởng phân biệt, là pháp không thật có. Trong A Tỳ Đàm, tu đố lộ, tự nêu bày, nghị luận hoặc nói đoạn thường, hoặc nói tạo tác, hoặc nói không tạo tác. Này Xá Lợi Phất, bây giờ giáo pháp của ta phần nhiều là pháp của ngoại đạo, khiến các chúng sinh hủy hoại tâm chánh kiến. Như thế này Xá Lợi Phất, pháp thanh tịnh của ta do nhân duyên ấy mà dần dần diệt hết. Này Xá Lợi Phất, ta ở lâu trong sinh tử, nhận chịu các khổ não để thành tựu đạo quả Bồ Đề. Những người ác ấy bấy giờ lại hủy hoại. Này Xá Lợi Phất, nó có tỳ kheo không thể xả bỏ, thấy có thủ đắc, thấy có ngã, có nhân, không hiểu Như Lai tùy theo căn cơ để giáo hóa, mà nói quyết định có ngã, có nhân, có pháp. Người như vậy thì ta không hề thọ nhận một chút nước uống, hoặc có khi người ấy nghe được pháp không, tâm tin tưởng thanh tịnh, không kinh hãi nghi ngờ, bèn trở lại và dắt mọi người hội nhập vào nghĩa thật tướng, liền được xuất gia tại giới cụ túc. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, nếu người nào không xả bỏ kiến chấp như thế thì gọi là ngoại đạo.
Này sao lại phát ta dùng nhân duyên của thế tục, và nói có ngã chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Nếu có người nói Như Lai cũng dùng nhân duyên của thế gian chẳng nói có ngã, người đó hoặc có thể thông đạt các pháp là không sinh không diệt vô tướng, tức không trái với lời giả nói của ta, chính là đệ tử của ta. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nói vì sao Như Lai thuận theo nhân duyên của thế gian ở nơi pháp vô ngã mà nói có ngã, Như Lai chẳng nên vì thế gian mà nói lời không chân thật. Lại nữa, trong các kinh phần nhiều nói có ngã, chỗ nêu giảng của Đức Phật không nên hư dối. Này Xá Lợi Phất, nên đáp lại người kia, Phật thuyết giảng các pháp đều là không, không chủ tể, không tánh, chỉ là hư vọng, không phải là đệ nhất nghĩa. Vì Như Lai không dùng đệ nhất nghĩa nên chẳng nói có ngã, có nhân. Còn chỗ thuyết giảng của thánh nhân thì không có tham chấp, người không có trí tuệ, bình đẳng với Phật nên cũng không có lỗi lầm. Này Xá Lợi Phất, trí tuệ của Như Lai là không thể nghĩ bàn. Dùng trí tuệ này để biết rõ về tâm của chúng sinh, hẳn sẽ có người ngang bằng với Phật. Đức Phật là vua pháp lớn của hàng trời rồng, không nên nếu bày những vấn nạn về chỗ Phật giảng có ngã nhân. Mọi người trong thế gian thường tranh luận với Như Lai, còn Như Lai thì luôn không tranh luận với thế gian. Này Xá Lợi Phất, thuyết giảng có ngã thì rất đáng thương xót, vì trong đó không có pháp cũng không có ngã. Có nhiều chúng sinh không hiểu Như Lai đã tùy theo căn cơ mà giảng nói, nên trái nghịch với pháp bảo, phần nhiều bị đọa lạc vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, ta biết rõ về tà kiến nhưng không thực hành tà kiến, có thể nhận biết về tà kiến tức là chánh kiến. Này Xá Lợi Phất, tà kiến thì hoàn toàn không biến làm chánh kiến, vì kiến chấp không nhận biết về kiến chấp. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với tất cả thế gian là chỗ rất khó tin được. Ta đối với chư thiên và tất cả thế gian rất đáng tin, chẳng phải là không đáng tin. Này Xá Lợi Phất, ta đã giả nói các pháp là nhằm đi đến bờ bên kia, trong đó cũng không có đến bờ bên kia. Ta đã giảng nói các pháp với những nẻo hành cùng tận, trong đó cũng không có các nẻo hành cùng tận. Ta đã giảng nói các pháp là tịch diệt, trong đó cũng không có tịch diệt. Ta đã giảng nói các pháp là diệt độ, trong đó cũng không có pháp diệt độ. Ta đã giảng nói các pháp là giải thoát, trong đó cũng không có giải thoát. Ta đã giảng nói các pháp là các trí, trong đó cũng không có các trí. Ta đã giả nói các pháp là tịnh cấu, trong đó cũng không có tịnh cấu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai giả nói các pháp cho chư thiên cũng không có chư thiên, giả nói pháp cho người cũng không có người, giả nói pháp cho chúng sinh cũng không có chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giả nói minh cùng với giải thoát, trong đó cũng không có minh cùng với giải thoát. Ta đã giả nói niệm Phật, nhân Phật thì không thể niệm. Ta giả nói nẻo hành nơi không, nhưng không thì chẳng thể hành, cũng không thể niệm. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là Như Lai đã giả nói về câu chương nơi kinh Pháp, trong đó không có sự giả nói. Những người ác ấy đạt được câu chương này, đem giảng dạy cho người khác, cũng lại xem ta là thầy, không có công đức nơi thánh chúng của Như Lai mà tự cho là tăng. Này Xá Lợi Phất, ví như đàn vượn khỉ không giống với chư thiên cõi trời đáo lợi, các người ác như thế cũng không giống với thánh chúng của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, những người sâu ác ấy chỉ dùng âm thanh ngôn ngữ tự xưng là sa môn, giống như người ngu thấy đàn vượn khỉ cho là chư thiên cõi trời đáo lợi. Này Xá Lợi Phất, trong những người xuất gia ưa thích nêu vấn nạn, gặp được thầy vì họ mà giảng nói về danh, về sắc tịch diệt, đoạn dứt nẻo ngôn ngữ, không khởi, không mất, không sinh, không diệt, không tướng như thế mà không kinh sợ, nên biết người ấy đã từng cúng dường nơi vô lượng chư Phật, mới có thể nhận biết được giáo pháp của ta, đáng được gọi là thánh chúng. Phẩm năm tịnh giới phần 1. Phật bảo này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, phá giới có 10 điều khổ não,
khó có thể chịu đựng được. Tỳ kheo đã gồm đủ 10 điều khổ não thì ở trong Phật Pháp không thể thấm nhuần pháp vị, ghét người nói pháp, không thích gần gũi. Những gì là 10? Này Xá Lợi Phất Tỳ kheo phá giới, thấy tăng hòa hợp không sinh tâm vui mừng. Vì sao? Vì hòa hợp Bồ Tát chắc chắn sẽ đuổi ta ra khỏi đại chúng. Tỳ kheo sâu ác biết mình có lỗi, luôn ôm lòng sầu khổ đối với người giữ giới thì giận dữ không vui. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là điều khổ não thứ nhất của tỳ kheo phá giới, tất bị đọa vào đường ác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới bị đại chúng ghét bỏ, không muốn gần gũi, như con bò ác có sừng nhọn khiến mọi người đều tránh xa. Tỳ kheo ác ấy biết mình có lỗi, thường ôm lòng sầu khổ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là điều khổ não thứ hai của tỳ kheo phá giới, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới gặp chúng tỳ kheo biết mình không đồng chỗ tâm xấu ác, nên luôn lìa bỏ, ôm lòng hổ thẹn, không thể hòa nhập với chúng. Này Xá Lợi Phất, đây là điều sầu khổ thứ ba của tỳ kheo phá giới, nhất định sẽ bị đọa vào đường ác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới tâm ác độc luôn phát khởi mạnh, không thể giáo hóa, dẫn dắt hãy còn không thể đứng vào hàng giới pháp của ngoại đạo, huống hồ là đối với giáo pháp thanh tịnh. Do nhân duyên phá giới ấy nên mọi người không gần gũi. Này Xá Lợi Phất, đây là điều khổ não thứ tư của tỳ kheo phá giới, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ấy lấy tài vật của người khác để nuôi dưỡng thân mình. Ta nói người ấy chính là kẻ đang gánh nặng. Vì sao? Vì người đã hành hóa chấn đắc thì nên thọ nhận sự cúng dường. Còn tỳ kheo phá giới thì không phải là người hành hóa, không phải là người chấn đắc. Thế nên, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới sẽ ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp phải cắt thân xẻo thịt mình để đền trả cho thí chủ. Nếu thọ sinh làm thân xuất sinh thì luôn bị trở nặng. Vì sao? Vì như chi một sợi tóc ra thành ngàn ức phần, tỳ kheo phá giới hãy còn không thể làm mất đi một phần của sự cúng dường, huống chi là có thể làm mất đi các sự cúng dường khác về y phục, thức ăn uống, đồ dùng thuốc men. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới tham chấp pháp phục của bậc thánh, hãy còn không nên vào chùa dù là một bước, huống hồ là được thọ nhận một chút nước uống cho đến giường nằm nhỏ. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, người ác như vậy ở trong cõi trời người chính là giặc lớn, tất cả thế gian đều nên xa lìa. Này Xá Lợi Phất, người hủy hoại ấy tức là oan gia, Như Lai đều chấp nhận cho tất cả thế gian cùng đi đến chỗ của Như Lai. Nhưng kẻ phá giới thì Như Lai ngăn lại vì chẳng phải là đệ tử của Phật, huống hồ là trụ trong giáo pháp của Như Lai dù chỉ một ngày. Này Xá Lợi Phất, với những người chết, rắn chết, chó chết, rất là hôi tối, chư thiên thanh tịnh khi sắp dạo chơi đều không muốn nhìn thấy những thai giới kia, nếu trông thấy thì tránh xa. Như vậy, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới cũng như ba thai chết kia, bất tịnh hôi tối, người trí xa lìa, không cùng đồng sự Bồ Tát tự tử. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ở trong giáo pháp của ta chính là điều không an lành. Tỳ kheo giữ giới thấy tỳ kheo phá giới kia tức liền xa lìa. Vì sao? Vì nếu tỳ kheo phá giới tiếp xúc và thọ nhận các vật thì đối với người giữ giới tức là sự xấu ác. Này Xá Lợi Phất, giả sử ba thầy chết ô uế hồi tối đầy khắp nơi đại địa, như là có thể ở nơi ấy thực hành bốn oai nghi, không thể cùng ở với tỳ kheo phá giới dù chỉ một khoảnh khắc. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, đó là sự thấp kém trong hàng sa môn, là sự hư hoại trong hàng sa môn, là chỗ cặn bã, là sự câu uế ngầu đục trong hàng sa môn, là sự nhiễm ô tà phẩy thô bỉ, là mất thánh đạo trong hàng sa môn. Những người như thế ở trong giáo pháp của ta xuất gia cầu đạo là phạm tội nặng. Này Xá Lợi Phất, những người như vậy ở trong giáo pháp của Như Lai gọi là nghịch tặc, là giặc của chánh pháp, là kẻ khi dối hư trá, chỉ mong cầu cho đời sống, tham chuộng y phục thức ăn, tức gọi là kẻ làm đầy tớ cho sự vui thích ở thế gian. Này Xá Lợi Phất, như kẻ huỳnh môn, chẳng phải là nam, chẳng phải là nữ, thì kẻ phá giới cũng là như vậy, không gọi là tại gia, không gọi là xuất gia,
sau khi mạng chung tất bị đọa vào địa ngục. Này sao lại phất với như loài, dơi bốn bắt chim thì vào hang làm chuột, bốn bắt chuột thì bay lên hư không làm chim. Kỳ thật không có công dụng của loài chim chuột, thân tướng hôi thối, chỉ thích chỗ tối tăm. Này sẽ lại phát thì khe phá giới cũng là như vậy, là không nhập vào hạng tăng chúng để Bồ Tát tự tứ, lại cũng không nhập vào hạng phục dịch nơi cửa quan vua, không gọi là cư sĩ, không gọi là xuất gia, như thiêu đốt thay chết cây củi còn sót lại chẳng dùng được gì. Tỳ kheo như thế không có phẩm chất về giới, định tuệ giải thoát tri kiến, và có đầy đủ phần phá bỏ giới tịnh, không thể làm phát ra âm thanh vi diệu lớn lao là âm thanh của giới định tuệ giải thoát tri kiến. Chỉ phát ra âm thanh hủy hoại giới pháp hết sức xấu xa, đối với kẻ xấu ác phát ra tiếng ác. Chỉ bàn tán về y phục, thức ăn uống, giường nằm, thọ nhận sự bố thí về cây trái hoa quả, bị người giàu sang sai khiến, lại bàn luận những việc tốt xấu, an ổn nguy hại của đất nước, những sự việc cười đùa để đám đông với những ngôn ngữ bất thiện, ngày đêm luôn tìm cầu việc nhiễm ô ở trời. Tỳ kheo như vậy là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều không thanh tịnh, sẽ bị đọa vào địa ngục. Này sao lại phát tỳ kheo phải giới ấy thích ở chốn tối tăm, giống như loài dơi kia ngay giả nói về kinh điển để lấy làm lo buồn. Vì sao? Vì kinh đã nêu giảng đúng sự thật, còn người ở thế gian không thích nói thật, chỉ thích thuận theo ý muốn. Tỳ kheo như thế đối với việc giảng nói giáo pháp, tâm không thanh tịnh càng nặng tuệ thêm, mau ra vào địa ngục. Này sa lợi phất, đấy là điều sầu khổ thứ năm của tỳ kheo phá giới, chắc chắn sẽ bị đọa vào cõi ác nhất. Lại nữa, này sa lợi phất, tỳ kheo phá giới không biết xấu hổ, các căn tán loạn hoàn toàn không thanh tịnh, oai nghi của thân khẩu ý nghiệp đều là bất tịnh, y phục được mặc nơi thân đều không đúng như pháp, vừa thích nói dối, không thể giữ lời, tâm luôn giông trỗi đắm nhiễm theo nơi câu uế. Này sẽ lại phất, như vật để nặng ra gạch ngói còn mới, lại đựng đầy các vật bất tịnh do cháy, xóa bỏ các vật bất tịnh ấy đi rồi, chú hương chiên đàn là bỏ hương chiên đàn. Như vậy, vật để nặng gạch ngói đó có những mùi gì? Bạch Thế Tôn, vật để nặng gạch ngói mới làm đó, trước đã đựng đầy các vật do giấy, nên mùi hôi thối đã bám chặt. Do vậy chỉ có mùi hôi chứ không có mùi chiên đàn. Này Xá Lợi Phất, người dùng các căn thanh tịnh như tính căn, xuất gia học đạo, gặp tri thức xấu ác, bị lôi cuốn theo sự bày vẽ của cái ấy. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là tri thức ác? Người tri thức xấu ác luôn ưa thích đùa giỡn, hấp tấp, không thận trọng, không biết hổ thẹn, lời nói lộn xộn, không thấu giữa các căn, tâm không chuyên chú si mê như loài vật. Thân cận với người tri thức ác như thế sẽ mất hẳn các quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thậm chí làm mất cả sự an lạc của hàng trời người, huống hồ là có thể đạt được đạo quả Niết Bàn. Chỉ có thể tạo tác theo nghiệp, tội pháp pháp cùng với kẻ pháp pháp là đồng sự. Kẻ ấy hoàn toàn không thanh tịnh về thân khẩu ý nghiệp, không thanh tịnh về trì giới, sau khi thân ngoại mạng chung tất bị đọa vào đường ác. Thế nào gọi là đường ác? Đường ác đó là các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Là có đường ác như cõi loài trùng, A Do Lặc, Bà Già La Mục Khư, Phù Di Tu Già Ca, Tu Chỉ Mục Ca. Người ấy phần nhiều sinh vào trong các loài trùng ấy. Này Xá Lợi Phất, người ấy theo tri thức ác, nên nếu sinh trong cõi người, thì cha mẹ sống không lìa nhau, chết thì mất thân, mất mạng, bà con thì suy kém, đất nước thì đói khổ, sinh trong tám thứ nạn, lìa bỏ nơi, bỏ tám nơi chốn an vui, nhiều tham dục, giận dữ, si mê, tự ưa thích đùa cợt, không tự trọng, không hổ thẹn, lời nói lẫn lộn sai lạc, không thâu giữ tâm, si mê như súc vật, bị tham dục, giận dữ, ngu si, hủy hoại. Cùng với người tri thức ác sinh vào chỗ không có Phật, nếu gặp Phật ở đời thì mắt không thích thấy, không thích nghe giáo pháp, không hòa hợp với chúng tăng của Phật, luôn giết khởi nghiệp ác.
Người ác ấy ưa thích pháp thấp kém, ở trong chánh kiến sinh khởi tưởng về tà kiến, ở trong tà kiến giấy khởi tưởng chánh kiến. Đó gọi là mong muốn thấp kém, nhận thấp kém, trí tuệ thấp kém. Này Xá Lợi Phất, người có trí tuệ thấp kém hoàn toàn không thể vì chán lìa sinh tử mà khởi tâm cầu nẻo tịch diệt niết bàn. Này Xá Lợi Phất, gặp kẻ tri thức ác bị các thứ khổ não lo buồn hiện rõ hình tướng như vậy, người ấy nếu được nghe các kinh pháp sâu xa thì kinh hãi sợ sệt, nghi ngờ như rơi vào hầm sâu, tức đó là tội nặng, bị rơi xuống hầm sâu vực thẳm. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, như trong kinh nói thì khai phá giới là phạm tội rất nặng, do nhân duyên gì gọi là phá giới? Phá là chỗ đã thọ giới mà khó có thể dùng lời để giáo hóa, hầu hết đều chống trái với nẻo hành vô thường, luôn hành theo tham chấp, xen tạp lẫn lộn, làm theo tham sân si, ưa thích các lời tạp loạn, đó gọi là phá giới. Lại còn ưa thích tạo nhiều sự việc, ưa tranh cãi, thích ngủ nghỉ, lời nói không thuận hợp, không có thứ tự, nói không thanh tịnh, tham chấp về ngã nhân chúng sinh, thọ mạng, cho nên gọi là tỳ kheo tể, không biết hạn chế điều độ, không biết pháp của sa môn, không biết pháp của ba la môn, thích làm theo y thuật, buôn bán để cầu lợi, ưa làm sứ giả của vua, gây nhiễm ô các nhà, thích được các cư sĩ cung cấp sai khiến, làm việc để nhận sự cúng dường các thứ cây trái hoa quả, thích làm kẻ tại gia, nêu giảng pháp của ngoại đạo, tâm luôn xen liền pháp xuất thế gian, chưa đủ 20 tuổi đã thọ giới cụ túc, thọ giới mà các căn không đầy đủ, thân tướng thiếu sót, không thích hợp với giáp pháp, thọ sinh vào chỗ có gạo lúa, tiền, vải, vàng, bạc, không thuận theo lời dạy, chống đối lại thầy, không thể biết thân mình, không biết về thân của người khác, không thể phân biệt sang hèn, ưa thích nói dối, tham chấp giới thủ, làm việc lẫn lộn, tâm không chuyên nhất, mặt mày giận dữ, tham tiếc, không tin, không biết ơn nghĩa, phần nhiều ôm lòng, tham dục, ham ngủ nghỉ, đùa cợt, nghi ngờ, sân giận, che giấu tội ác, ưa thích tự chuyên dữ, ganh ghét, vô nịnh, không biết hổ thẹn, tự đại, buông lung, cao ngạo, ngã mạn, đại mạn, tà mạn, lừa dối, khen thân mình đẹp đẽ, hay dùng các phương tiện để máy bay, cửa lợi dưỡng, lấn hiếp kẻ tại gia, giả hiện sự thân tình gắn bó, nhờ thế lực nên có được của cải, khoe khoang với mọi người, phá hủy phẩm chất của giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Đối với Phật Pháp Tăng, tâm không quyết tin tưởng, không tin về nghiệp báo, chỉ chú trọng nơi lợi ích hiện tại, cho là không có đời sau, luôn nghi ngờ về điều này, tâm tánh nông cạn, luôn luôn sợ hãi. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là tỳ kheo sâu ác thậm tệ, người ngu sinh như thế ở trong giáo pháp của Phật chính là phân phối ô uế, bất tịnh, người ấy tạo đủ các nghiệp về thân khẩu ý không thanh tịnh nên sau khi mạng chung bị đọa vào đường ác, rơi vào địa ngục lớn. Tỳ kheo như vậy, chư Phật Như Lai và chúng đệ tử thường luôn xa lìa những người ác, những người khác ưa thích đạo pháp, cầu sự giải thoát cũng đều tránh xa. Này sẽ lại phát với như chiên đàn đem để vào trong đồ bất tịnh thì cũng trở thành bất tịnh, chẳng dùng lại được. Như vậy này sẽ lại phát, người tại gia hay xuất gia nếu gần gũi với kẻ ấy, tập làm theo các hành phá giới, chẳng bao lâu sẽ đồng với kẻ ác, hủy hoại thân sắc, phá mất oai nghi, sau khi mạng chung tất sinh vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, người ác như thế, chư Phật Như Lai chúng đệ tử cùng những người khác cầu đạo giải thoát thể đều xa lìa. Này Xá Lợi Phất, ví như chiên đàn để trong đồ bất tịnh thì không còn dùng trở lại được nữa. Như thế này Xá Lợi Phất, nếu hàng tại gia hay xuất gia, dù dùng chiên đàn kia để soi nơi thân vẫn chỉ là uế tạp bất tịnh. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo sâu ác ấy cũng là như vậy, tuy ngồi trong chúng tham chấp pháp phục của bậc thánh thì vẫn hiện ra tướng tỳ kheo ác. Tỳ kheo phạm hạnh thấy tỳ kheo bất tịnh ấy thì tránh xa không gần gũi, thấy người khác tránh xa thì tâm của kẻ ác kia liền tức giận, cho nhân duyên này đang sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, đấy là điều khổ não thứ sáu của tỳ kheo phá giới, tất sẽ bị đọa vào quả ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo.
Kinh Phật Tạng quyển 1